có rất nhiều ông bố bà mẹ thường có thói quen là đăng ảnh con cái mình lên mạng xã hội mà phổ biến nhất là Facebook. Thậm chí nhiều người còn gọi đó là những cái trang nhật ký online bởi vì mọi hình ảnh của bé từ khi bé chào đời rồi tập đi, tập nói, đi học đều được ghi lại một cách rất tường tận rõ ràng. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì con cái luôn là niềm vui, niềm tự hào của bố mẹ. Tuy nhiên, mặt trái của câu chuyện này là gì? mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Cũng giống như nhiều bà mẹ khác, chị Thu Trang ở Long Biên, Hà Nội rất thích chia sẻ ảnh của con lên mạng xã hội. Những bình luận thể hiện sự thích thú, quý mến của bạn bè khiến chị cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, thói quen ấy nay lại khiến chị thấy lo ngại. Khi sử dụng mạng xã hội thì đưa hình ảnh con lên thì cũng không không nghĩ đến nhiều các cái uh, rủi ro hoặc những cái uh, không tốt cho con nhưng đến bây giờ khi nhìn thấy nhiều các cái uh, vụ án xảy ra thì bắt đầu thấy rằng là mà mình cũng có cái sơ suất trên các trang mạng xã hội có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của các bé do bố mẹ đăng lên từ những bức ảnh chụp các hoạt động thường ngày đến những bức ảnh thể hiện năng khiếu tài năng của trẻ hay thậm chí là cả thông tin về trường lớp giờ giấc sinh hoạt hàng ngày của các bé. Theo cơ quan chức năng, việc làm này có nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ, đặc biệt là với những trang cá nhân để chế độ mở, tức là không cần kết bạn vẫn có thể xem được ảnh. Chính cái sự hiểu biết của cha mẹ đối với cái mạng xã hội còn hạn chế mà đã dẫn đến cái tình trạng này. Đó là gì? Là cha mẹ đã cung cấp những cái thông tin, uh, hình ảnh của con mình lên trên mạng, thì chính là cái điều kiện để cho cái đối tượng xấu nó lựa chọn những cái trẻ em nào hoặc là gia đình nào để thực hiện các hành vi phạm tội. Với những trẻ đã ở tuổi thanh thiếu niên, vị thành niên, chính bản thân các em đôi khi cũng không cảm thấy thoải mái. Không thích để người khác biết là mình học lớp nào, trường nào ở đâu. Nếu mà cái hình ảnh đấy đẹp hoặc là có ích thì sẽ rất là vui. Nếu mà cái đấy ảnh hưởng xấu gì đến mình thì mình sẽ rất khó chịu. Theo Tổ chức Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, mỗi ngày có đến 720.000 hình ảnh liên quan đến lạm dụng trẻ em được đưa lên Internet. Chỉ cần một bức ảnh chụp trẻ mặc áo đồng phục là những kẻ bắt cóc có thể tìm ra nơi trẻ học. Thậm chí nhiều trẻ còn bị sử dụng hình ảnh để cắt ghép, sau đó đưa lên các trang web với nội dung xấu. Ngày mai thì diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ năm sẽ khai mạc tại thủ đô Hà Nội với các đại biểu là những em nhỏ từ 9 đến 16 tuổi. Và việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng chính là một nội dung cơ bản được thảo luận ở diễn đàn năm nay. Hôm nay thì các em thanh thiếu niên từ khắp các tỉnh thành đã có mặt tại Hà Nội và chúng tôi có mời tới đây em Chu Hoa Bảo Trâm lớp 7 trường Trung học cơ sở Cầu Giấy Hà Nội và em Võ Thị Thanh Trang là học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Nghi thành phố Hồ Chí Minh để cùng nghe tiếng nói của các em trước thềm diễn đàn này. Xin cảm ơn Trâm và Trang lại đến với Cuộc Sống Thường Ngày. Có lẽ lúc này thì hai bạn có rất là nhiều cảm xúc bởi vì ngày mai thì diễn đàn đã khai mạc rồi đúng không? Vâng, vâng ạ. ạ. Ừ, à, xúc động, vui đúng không? Vâng ạ. À, có lẽ là cô phải bắt đầu với các con luôn với cái câu hỏi mà hôm nay chúng ta đang cùng bàn với nhau là các con có thích à, bố mẹ hoặc là những người thân của mình à, chụp ảnh này hay là đưa những hình ảnh của mình lên mạng xã hội không? Uhm, Trang. Dạ, thưa cô là nếu như mà ba mẹ mà không hỏi ý kiến của con nhưng mà lại... Tự, tự ý đăng hình của con lên mạng xã hội thì con lại cảm thấy như quyền riêng tư của mình bị xâm phạm nhưng nếu như mà cha mẹ có hỏi ý kiến của con và xem nếu như mà con đồng ý và đăng lên thì con lại cảm thấy rất là thích ừ, chấm Ờ, em cũng có ý kiến giống như chị Trang là nếu mà được uh, phụ huynh hoặc là người lớn hỏi trước về có nên đăng hình hay không thì câu trả lời sẽ luôn là em rất muốn đăng nhưng mà phải khi bố mẹ hỏi ý kiến hoặc là tham khảo ý kiến mình trước khi đăng nếu không thì mình sẽ kiểu mất đi uh, cái quyền riêng tư cá nhân của ừ. mình ạ. Thế ở nhà của hai bạn có bao giờ bố mẹ quên mất đăng hình của mình mà không hỏi không? Chưa bao giờ à. em cũng chưa bao giờ. Ạ. Thế thì có lẽ là còn rất nhiều bố mẹ ở xung quanh mình có khi là cũng hay quên đúng không yeah. chỉ là không phải là ở trong nhà của mình thôi à, như thế này bây giờ các hai bạn của bạn lớp 7 này một bạn lớp 8 này thì có lẽ là các bạn cũng đã đều có cái tài khoản facebook riêng của mình rồi dạ đúng em cũng có rồi ạ ừ. thế một ngày dành bao nhiêu thời gian để vào mạng yeah, em thì chỉ dành khoảng nửa tiếng nửa thôi ạ nửa tiếng thế còn trâm uh, à trạng trâm Em thì chắc là mỗi ngày kiểu mỗi giờ dùng một ít một ít chắc là tích lại tầm nhiều lắm là tầm 35 phút còn <laughs> ít thì tầm 25 phút thôi ạ. Như vậy cũng khoảng nửa tiếng. Dạ, thì các bạn nhận thấy là cái nguy cơ mình có những phải đối mặt với những cái nguy cơ gì ở trên không gian mạng không? Ừ. Có rất nhiều nguy cơ mình phải đối mặt. Ví dụ như là mình ấp một cái ảnh nào lên Facebook mà nó có cả thông tin cá nhân của mình thì có thể là kẻ xấu sẽ lợi dụng cái đấy để người ta sẽ tiếp cận với mình và đạt được những cái mục đích mà mình không mong muốn. Ừ. Ừ, bên cạnh đó thì có những người lạ cũng sẽ uh, um, cố gắng mà bắt chuyện với mình qua những tin nhắn ở trên Facebook rồi uh, sau đó sẽ uh, cố gắng thuyết phục và lấy lòng tin của chúng con và tiếp cận và đạt được mục đích xấu của họ thì đã bao giờ chính Trâm và Trang bị như vậy chưa à, chúng em thì chắc cũng là chưa bao giờ ạ dạ à, bởi vì mọi người xung quanh như là ở trong lớp học với lại à, chẳng hạn như các bạn ở xóm nhà thì cũng chưa bao giờ tụi em thấy trường hợp đó ừ. mà chỉ có thể là chỉ theo dõi những thông tin ở trên mạng thôi ạ ừ có nghĩa là ở trong lớp hay là ở hàng xóm hay là những người mà cùng lứa tuổi như là như là trâm và trang thì ừ. à, cũng cũng chưa có những cái trường hợp nào nó trầm trọng lắm đúng không dạ, đúng ừ rồi. À, tuy nhiên thì trên thực tế thì chắc là trâm và trang cũng có đọc báo đúng không ừ. hoặc là có theo dõi thông tin tức thì thấy là có 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 rất là nhiều những cái câu chuyện à, và thực ra là cũng có những hậu quả rất là đau lòng. Nhưng mà hai bạn có thấy rằng là xung quanh mình những người lớn hoặc là những bố mẹ có nhìn thấy những cái nguy cơ mà các bạn các em phải phải đối mặt ở trên mạng xã hội không? Ừ, à, dạ là bố mẹ thì uh, luôn uh, cố gắng nhìn những điều tốt nhất cho con của mình nhưng mà có vẻ như là bố mẹ vẫn chưa thể nhìn ra được hết những hậu quả mà, um, mà những hậu lớn quả tuổi mà dạ. bọn em đang uh mà cái lứa tuổi mà bọn em lứa tuổi mà vẫn là tuổi thiếu nhi ấy, thì dạ. đôi khi là bố mẹ cũng không hiểu hết được cái tâm lý hoặc là những cái điều mà khó khăn trong cái lứa tuổi này nên đôi lúc thì cũng không thể biết hết được ạ ví dụ được không uhm. Nếu mà ví dụ thì có thể là chẳng hạn như ở ví dụ ở trên lớp của chúng em thì ví dụ các bạn xích uh, mắt hay như thế nào thì đăng lên mạng rồi ừ. thì uh, bố mẹ cũng không thể quản hết được bởi vì có thể nói đây cũng là quyền riêng tư của chúng em ạ. Ừ. Ừ, nhưng mà... Có thể là bố mẹ vẫn chưa thể quản hết được Nhưng mà bố mẹ vẫn luôn cố gắng nhìn những lời khuyên của mình để góp ý Để chúng em có thể nào bảo vệ bản thân mình tốt nhất khi mà sử dụng mạng xã hội à. Ngày mai thì đã đã là khai mạc diễn đàn rồi Và chắc chắn là là Trang và Trâm cũng sẽ tham gia vào để bàn luận Những cái nội dung là làm thế nào để bảo vệ trẻ em ở trên mạng xã hội Thì không biết là Trâm với Trang có một cái đề xuất hay là một cái sáng kiến gì Để bảo vệ cho chính các em và những người bạn của mình không? Ờ, em nghĩ là cái việc sử dụng facebook thì uh, các bạn nên sử dụng vào những cái mục đích mà nó chính thống chứ không phải là uh, chỉ bới hoặc là kiểu khiêu khích nhau trên mạng xã hội rồi quay ra ngoài đời thực để mang ra đánh nhau cái việc đấy thì em cũng nghĩ là chắc chắn là các bạn sẽ vẫn còn dùng nhưng mà em mong là các bạn sẽ hạn chế nó đi để cái uh, nguy cơ bạo lực ở ngoài xã hội thì nó sẽ giảm được ít hơn ạ Ừ. và bên cạnh đó thì em cũng mong rằng bởi vì à, vấn đề trên mạng xã hội này thì đối với nước mình thì có thể nó khá là còn mới mẻ bởi vì à, chúng ta thường trước tới nay thì chúng ta thường quan tâm tới vấn đề bạo lực trẻ em hoặc là xâm hại tình dục trẻ em có phần nhất hơn một tí thì bên cạnh đó thì các thầy cô cũng đã dạy khá là nhiều những kỹ năng để chúng em tự bảo vệ mình khi bị bạo hành hoặc là bị xâm hại tình dục nhưng mà có vẻ như vẫn chưa được phổ biến nhiều về việc dạy những lớp kỹ năng để chúng em tự bảo vệ mình ở trên mạng xã hội thì cũng mong à, em mong rằng là các chính quyền uh, địa phương hoặc là các uh, gia đình nhà trường sẽ triển khai nhiều đến uh, các bạn học sinh hoặc là các em để uh, các em có một cái uh, Kiểu cái kỹ năng nhất định Để mình có thể phòng tránh những cái nguy cơ Mà không thể biết trước được ạ. Tức là tự các em cũng à. phải được trang bị Để tự bảo vệ mình đúng không đúng rồi, Xin cảm vâng ạ. ơn Trang, xin cảm ơn Trâm à, Ngày mai thì có 200 bạn nhỏ cũng vâng. sẽ đến tham gia Và có ý kiến của mình Và chắc chắn là ý kiến của các em sẽ được lắng nghe à, Chúc các em sẽ có những cái ngày Ở diễn đàn thật là vui vẻ Và thật là ý nghĩa vâng. Còn bây giờ thì chương trình vâng. của chúng ta sẽ tiếp tục Với những tin tức đáng chú ý khác